Là màn song đấu. Bây giờ là 10 giây sau cùng để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của Hà Thu và anh Thuy. Nếu như chúng ta chọn anh Thuy
thì nhấn phím A, chọn Hà Thu thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời trước khi biết kết quả sau cùng. Quả là một màn song ca 1-9-1-10. Nếu mà để nói về giọng Hà Thu thì thật sự là một cái quãng giọng rất là đẹp. Khi mà em muốn lên cao và em muốn lấn ướt ai là em chuyển show ra cái là em có thể át người ta được. Ở anh Thuy thì lại có một cái giọng rất đặc biệt và rất hay, đặc biệt là những cái giọng quãng thấp của em. Bản chất em cất tiếng hát rất là hay. Một màn song ca rất là gai góc, rất là ấn tượng và cũng rất là cuốn hút. Cảm ơn Quang Hà. Thế còn Duyên Quỳnh thì sao? Cái giọng hát của Thuy nó giống như một cái tảng đá ở giữa lòng sông. Mặc cho sóng xô cỡ nào thì bạn vẫn cứ bình thản thông dong như vậy và rất dày, rất đẹp. Mà nó rất tình cảm. Còn Hà Thu thì lại giống như là những con sóng ở trên. Hai bên cứ dội vào nhau, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn Duyên Quỳnh. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tiếp theo của anh Nguyễn Văn Trung. Nếu mà là Trung 10 năm trước á, thì Trung sẽ rất là ấn tượng với lại Hà Thu. Là tại vì bạn rất xinh, bạn rất sáng và giọng hát của bạn rất là nội lực. Cái kiểu của bạn là bạn rất là dễ lôi cuốn người khác bởi cái nguồn năng lượng mà bạn tỏa ra trên sân khấu khi bạn hát bài hát này. Nhưng mà bởi vì cái người đang ngồi đây là Trung của bây giờ, là cái người cũng trải qua nhiều chuyện và mình lại bị lôi cuốn bởi một cái sự nồng nàn, cái sự đầm thắm, một cái sự sâu lắng của giọng của anh Huy. Nếu mà anh Huy hát bài này thêm vài câu nữa là có thể mình rơi nước mắt, bởi vì mình cảm nhận được cái sự nức nở trong cái cảm xúc của câu hát. Nó không quá bộc lộ ra ngoài bằng kỹ thuật, nhưng mà cái cảm xúc nó rất là đầy và nó rất là chạm tới cái trái tim của mình. Cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Bây giờ là chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng Duy. Với anh thì đây là một tiết mục song ca thực thụ. Set the best for last. Những cái gì tuyệt vời nhất của ngày hôm nay là dành lại cho hai em. Với Hà Thu thì anh lại thấy có những lúc có những cơn sóng nó gần xé, nó cao lên. Thì với anh là hai bạn thực sự ngày hôm nay là một bản song ca rất là matching với nhau. Cả hai người bổ trợ cho nhau những cái khuyết và những cái ưu rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho em. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Quý vị thân mến, bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả sau cùng. Mười 2% và 48% xí soát nhau. Tiếng hát giành chiến thắng chính là tiếng hát nhận được 52%. Tức nha. Kết quả là Hà Thu. Chúc mừng Hà Thu, bạn là giọng hát giành chiến thắng tại sân ca chỗ mà đạt được giải thưởng 10 triệu đồng. Và chúc mừng bạn, anh Quang Hà đã hỗ trợ rất hết mình cho bạn trong phần song ca. Nếu vắng em một ngày thì là một ngày chẳng vui. Nếu luôn có em bên mình hẳn là năm tháng ý xuân công ta. Nếu thấy em lo buồn thì lòng này còn buồn hơn. No!
thơ đời sau. Dù rằng mình chết cùng nhau bóng đêm huyền diệu, nếu quên biết nhau một ngày, đời mà thương nhớ thương trong cuộc đời, giữ xây bản đường và cho tiết giữa tình yêu. Nếu thấy anh lòng buồn thì lòng này còn buồn hơn. Cha cha đi la đi la, cha cha đi la đi la, cha cha đi la đi la. Kể từ một đêm cùng nhau, nhịp lòng và trong tình yêu của thời niên thiếu. Nhìn bầu trời thâu đây sao, dù rằng mình chia cùng nhau bóng đêm huyền. Giữ tình yêu, giữ phút giây ban đầu và chờ tiếp giữ tình yêu. Sẽ là thời gian bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Hai bộ đồ giống màu nhau. Đâu có biết đâu, thích ăn bánh cốm thì mặc màu xanh cốm thôi. Hả? Ngày rất là đều nhau nha. Không, cái này là không, tâm linh tương thông. Em thấy rõ ràng là nhảy là đều nhau. Dạ không, tại vì có cái nhịp sẵn. Xin chào bạn, bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình nha. Dạ, em xin chào tất cả các anh chị ban giám khảo cùng anh MC và tất cả các bạn có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Phương Thảo ạ. Bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em là người con của Quảng Ngãi ạ. Ủa? Gần luôn. Đó. Anh ở đâu? Anh Quảng Nam Đà Nẵng. Anh hay nhận người quen quá. Dạ, thêm một thông tin trùng hợp nữa rồi đó quý vị ơi. Ở gần nhà nhau. Dạ nhận vậy thôi chứ Quảng Nam với Quảng Ngãi nó vẫn xa lắm ạ. Mặc dù là cái sự phối hợp của hai anh chị một tiết mục rất là ăn ý với nhau nhưng mà em vẫn tin đây là một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dạ. Và bởi vì thực sự là em là rất thích màu xanh chuối. Nếu em biết chị này mà mặc xanh chuối là em chọn chị rồi đó. Chứ đâu đến lượt anh Nam Cường. Ôi em làm gì tới cơ phiên anh chỉ qua tới Cường. Cảm ơn Gấm rất nhiều. Giọng hát rất là nội lực. Dạ. Hát rất là chắc. Và vũ đạo, bạn có vũ đạo nữa. Cho nên là bạn nếu mà đi theo cái con đường gọi là giải trí thì rất là phù hợp và rất dễ lấy được khán giả. Bởi vì cái năng lượng ở bên trong bạn có để có thể thu hút được người khác mà tới với bạn. Thật sự là khi mà em bước ra có nói ôi trời, sao màu xanh luôn vậy. Em guộc tôi hay quá, tín hiệu nhận được hay quá. Và khi em bước xuống biểu diễn nữa thì đúng như anh Nam Cường nói, cái phong thái của em rất tự nhiên, rất bản lĩnh sân khấu. Và em đã biết nhìn và biết nghe để lần đầu tiên kết hợp cùng Nam Cường mà cái sự biểu diễn của em nó cũng ghê gớm và dữ dội, tạo nên một đêm thật là huyền diệu. Dạ. Yeah. À, không biết cảm nhận của Long Nhật thì sao? Từ đầu chương trình đến bây giờ sự thật là Long Nhật ngồi ở đây và cả một thanh xuân tươi đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ của Long Nhật nó ùa về. Và hôm nay các em biến cả buổi sân khấu của Sóng Cả Giọng Mặt thành một cái đêm huyền diệu mà Long Nhật ngồi ở đây cảm giác mình đang đi làm mỗi đêm của cái thời mà nhỏ nhỏ bằng mấy đứa đó. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Nam Cường và Phương Thảo rất nhiều.
trái tim yêu như say như điên theo bước em, anh thì không. Anh luôn mang cho em giây phút vui, mang cho em câu ca trong sáng tươi, anh thì không. Bỏ say mê dâng lên trong mắt kia, nhưng em không yêu em không tiếc chi, em không cần. Thế gian nhìn đàn ông giống nhau, trọn đời anh cũng đàn ông khác. Vì đã yêu thì dù em thế nào, vạn lần anh vẫn thứ tha cho người. Cứ đi thế. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca cùng anh Quang Hà. Mặc dù đây là một tiết mục song ca, nhưng các khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quang Hà cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. 10 giây của các bạn bắt đầu. Quý vị khán giả rất nhiều và chúng tôi sẽ giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Em xin chào các vị khách mời. Em xin chào anh Quang Hà, em xin chào anh Bạch Công Khanh và quý vị khán giả ở đây cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em là ca sĩ Dung Nina. Xin chào Dung Nina. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời về phần biểu diễn của cô gái này cùng với anh Quang Hà. Khanh mời chị Vân Khánh. Dễ thương quá. Cô gái bước ra rất là bắt sân khấu, một cái dáng vóc rất là mảnh mai, xinh xắn như một nàng công chúa vậy đó. Và đã nhanh chóng bắt nhịp với anh Quang Hà, ra là nhún nhảy liền, rất là nhanh. Và đặc biệt rằng là phải nói thật nể phục, tại vì Vân Khánh là chuyên trị dòng nhạc dân ca, trữ tình. Nghe hát cái kiểu mà chạy chữ kiểu này, bái phục luôn. Phải nói thực sự là rất đều mà khó. Và đặc biệt là cái sự kết hợp này nó không hề có cái sự chuẩn bị trước. Chị chúc mừng cho em, hôm nay em làm khá tốt cái phần trình diễn của em. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh à. Giọng hát của em á, thật sự là một giọng hát lạ đó. Chị rất thích cái giọng hát của em. Bởi vì bài hát này thuộc loại là bài hát khó, tiết tấu của nó rất là nhanh. Mà anh Quang Hà chọn cái bài này á, thì cũng làm khó cho em. Nhưng mà bù lại cái sự hỗ trợ của anh Quang Hà cũng rất quan trọng. Bởi vì anh máu lửa lắm. Chị chúc mừng buổi trình diễn của em ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chính anh Quang Hà nhận xét về tiếng hát của Dung Nina. Ngày hôm nay Hà rất là bất ngờ khi mà lần đầu tiên gặp bạn. Và chúng mình cũng vừa có một cái màn song ca cũng như là ngẫu nhiên trên sân khấu. Khi mà hát đơn ca thì tất cả mọi thứ mình đều có thể chủ động được. Còn khi hát song ca thì bắt buộc mình phải lắng nghe người đối diện và hát cho nó cùng tần số với người bên cạnh để cho cái tiết mục đó nó thật sự là hài hòa. Cảm ơn rất nhiều đã đến với chương trình này. Cảm ơn Quang Hà cũng như là Dung Nina một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi một tiết mục mở màn rất là sôi động. Thank you.
chọn của quý vị dành cho cô gái vừa song ca với anh Quốc Thiên. Chúng ta có 10 giây, nếu chọn nhấn phím A, không thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. A nào, mọi người ơi. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Thời gian bình chọn đã kết thúc rồi. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào anh Bạch Công Khanh ạ. Và lời đầu tiên xin cho em được gửi lời chào đến ban khách mời, quý vị khán giả ngồi ở trường quay và xem truyền hình ở chương trình Song Ca Giấu Mặt. Tên của mình là Nhi Nhi. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Nhi Nhi, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quốc Thiên ơi, đây có phải là một tiếng hát mà anh mong muốn trong tiết mục này hay không? Nhi Nhi là một cô gái rất là xinh đẹp. Và anh em mình rất là lâu rồi mới gặp lại nhau, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay anh rất là bất ngờ khi gặp lại em ở đây. Anh quá là vui là vì sao? Nhi Nhi là một cái giọng hát mà Thiên thường gặp trong những cái show diễn thôi, nhưng mà rất là ấn tượng với giọng hát của Nhi Nhi. Hát rất là chắc, rất nhiều cảm xúc và có một cái ngoại hình rất là xinh đẹp và rất là chăm chỉ nữa. Post những cái clip trên YouTube này kia. Và ngày hôm nay hát với Nhi, Thiên rất là an tâm khi mà nhìn thấy Nhi bước xuống Thiên bảo wow. Thì nghĩ là mình sẽ có một cái màn song ca rất là ăn ý ngay sau đây. Và đúng là như vậy. Mọi người thấy Nhi Nhi hát hay không ạ? Cảm ơn Thiên, cảm ơn quý vị khán giả. Sao hú nhỏ vậy? Hát hay không ạ? Nhi Nhi hát hay không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nghe phản hồi của ba vị khách mời còn lại. Đối với Tuấn Nghĩa thì đây là một cái tiết mục không còn gì để nói ngoài cái từ tuyệt vời nữa. Cái đoạn mà vào đường khúc á, anh Quốc Thiên có bè cho em. Có bè cho em, tự nhiên lúc đó là giống như là đúng là cái người mà hỗ trợ cho em á, lúc dạ, là đẩy em càng ngày lên cao mà cảm thấy thăng hoa. Lạc nhau ta đâu có hay, ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia rơi lăn nỗi đau. Cô đơn về nơi căn phòng ấy, dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc. Là cái thời điểm đó, lúc đó là mình xem như là cái khoảnh khắc đó nó giống như kiểu là khoảnh khắc xuất thần ở trên sân khấu. Những tràng pháo tay của quý vị cho khán giả dành tặng cho Nhi Nhi cũng đã nói lên tất cả. Cảm ơn những chia sẻ của các khách mời ạ. Đêm dài nghe tiếng giọng cô buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông lang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim huyên đang đón gió thu về. Dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò
Để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. Và A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ, và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh. Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? Anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng đúng. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm, đúng không quý vị? Dạ, em... Đây là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường Ánh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi rất là ngọt ngào, và Thiên thấy rằng là anh Minh Luân rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp, và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh Luân cũng vậy, cũng rất là trầm ấm, và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc Thiên. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là Ánh là người miền Tây hay là người ở trong Nam, cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà Ánh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát, rất
rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. À, giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm đó. Tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không? Thân thiện. Dạ đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của ánh. Thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn? Không, anh cười anh Tiết Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cảm cũng ơn rất anh là... rất là, nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá em bị khớp hay sao. Diễn chung với anh Tiết Cương là hát tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất đó là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi. Cương ạ. Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Chồng son đã nuôi lòng ước mong, thuận vợ chồng ta cùng tắt biển đông. Hò lơ hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ, hò lơ hò lơ. Đèn nào cao cho bằng đèn châu đốc, vô nào đốc.
trong son đã nuôi lòng ước mong. Thương vợ chồng ta cũng ta biến đông. Hò lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ, hò lơ hò lơ. Giả tại trường quay thân mến, bây giờ sẽ là thời gian để quý vị bắt đầu bình chọn. Nếu chọn nhấn phím A, không chọn thì chúng ta nhấn phím B. Quý vị có 10 giây. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Lời nói đầu tiên cho phép Ngọc Châu xin được gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Quốc Đại cũng như là các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin chào Ngọc Châu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Em chỉ để ý một chi tiết thôi anh. Dạ, con bé nó hát mà nó cứ quay qua. Dạ, anh chào chú. Dạ, chú con hát nha. Đó, kiểu vậy đó anh. Liên tục luôn anh. Đây là lễ phép. Dạ. Trời ơi, đi đâu cho thiếp theo cùng mà hổn cái là quánh liền. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh. Thế còn chị Khánh Ngọc thì sao? Hôm nay cái tiết mục này nó quá dễ thương, nó nhẹ nhàng. Có một cái sự nền nã, một cái sự trong trẻo đáng yêu của cô gái Ngọc Châu. Và cái sự dìu dắt của anh Quốc Đại rất là tuyệt vời à. Cảm ơn chị Khánh Ngọc ạ. Thế còn anh Hồ Trung Dũng thì sao? Anh có gặp một cái áp lực nào sau khi xem xong 3 tiết mục song ca không? Thực ra là không, tại vì là đây là tiết mục đầu tiên, nãy giờ mình không có yếu tố là cưa cẩm ở đây. Cái sự vững chắc của em cũng như là phong thái của em nó rất là làm cho mình rất là dễ chịu, và đặc biệt là anh thích cái nụ cười của em, nó rất là tỏa nắng, rất là sáng sân khấu. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng cũng như là các khách mời còn lại.
Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này.
Tuy đây là tiết mục song ca nhưng chúng ta sẽ chấm điểm dựa trên giọng hát và phần biểu diễn của các người chơi. 10 giây của quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện để biết nhiều hơn về cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, xin chào anh Bạch Công Khanh, chào các anh chị khách mời, chào các anh chị, các bạn có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Em tên là Thùy Linh, đến từ Quảng Ngãi. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Khanh xin chào Thùy Linh. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh mời chị Khánh Ngọc trước. Ngọc thấy là Thùy Linh hát rất là điềm đạm, mặc cho người kế bên hoặc là xung quanh nhoi ơi là nhoi, nhưng mà Linh vẫn rất là điềm đạm, xử lý ca khúc rất là nhẹ nhàng mà giọng không hề mỏng nha, giọng rất là dày. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Không biết Hồ Trung Dũng nghĩ sao? Anh ấn tượng những cái luyến của em làm cho anh gợi nhớ đến một ca sĩ rất là thích, đó là chị Như Quỳnh. Như Quỳnh, đúng, đó, giọng dày. Cũng cái sự bén trong cái giọng đó. Và anh rất là nể phục khi mà những câu luyến đó của em nó cực kỳ là chuyên nghiệp, cực kỳ là mượt. Nó vào tai, nó vào lòng mình lắm. Mời chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Cái cách em hát, cái cách nhả chữ, cách em xử lý bài hát Giấc Mơ Cánh Cò này anh thấy một cái rất là riêng của em. Và bên cạnh đó phải cảm ơn Duyên Quỳnh. Ở giọng em có một cái độ bay, cái độ bay nhẹ nhàng ở trên, thì bé Linh có một cái sự vững chãi nền nã. Hai bạn có hai cái giọng kết hợp với nhau ở trong ca khúc này đã tạo nên một ca khúc rất là đặc biệt với anh. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại ạ. Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Em chào 4 vị khách mời ạ. Và toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như là toàn thể quý vị đang xem chương trình tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Phương Diễm Huyền. Xin chào Phương Diễm Huyền. Thật sự cái giọng bạn rất là hay quý vị, bởi vì cái giọng nó ấm, nó trầm mà vừa đẹp nữa chứ. Yeah. Đó thì chị chúc mừng em có bài biểu diễn tốt ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời ạ. Đầu tiên là xin chúc mừng bạn và chị Ngọc Liên đã có phần trình diễn ăn ý với nhau. Phải nói là em có cái bản lĩnh sân khấu và thực sự là em tỏa sáng với cái bài hát này. Từ trang phục, từ ngoại hình cho đến cái chất giọng và cái phong cách của bản thân em, nghĩ là em đã thể hiện được rất là tròn trịa cái phần của mình. Em phải cảm ơn chị Ngọc Liên rất là nhiều, bởi vì chị Ngọc Liên hát bè rất là chuẩn. Hỗ trợ em rất là nhiều. Chúc mừng hai chị em một phần trình diễn đẹp. Cảm ơn Bách rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Đặc biệt chị thích cái giọng mà hát của em á.
nó có một cái sự khắc khoải, rất là có nội tâm, phải nói thực sự là như thế. Ngoài chị Liên là một cái sự bùng cháy đúng với cái chất của chị Liên ra rồi, thì em cất cái giọng em hát nó lên, nó hay lắm. Nó có là một cái tem giọng hoàn toàn khác, nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhạc này. Đặc biệt là cái đoạn sau nữa, cao trào lên điệp khúc, thì chị Liên đã hỗ trợ em tối đa. Và chúc mừng cho em đã hoàn thành tốt cái phần biểu diễn của mình. Cảm ơn bạn Liên. Thôi chị Vân Khánh à, bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nói khích lệ động viên của anh Kim Tử Long dành cho một cô gái rất áo xinh đẹp. Áo đỏ kìa anh, áo đỏ, áo đỏ, áo đỏ kìa. Áo đỏ anh. Nếu mà bên bên tài tử thì người ta đây, người ta gọi là đây là một cái giọng thổ pha kim. Nghe nó rất đặc biệt. Anh chúc mừng em, hy vọng em rằng em hãy theo cái dòng nhạc này, nó sẽ tỏa sáng cho em. Cảm ơn các khách mời còn lại. Cánh cửa
Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Nếu như chọn, chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. 10 giây của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Thanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thu Thảo xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đã có mặt hôm nay. Xin kính chào anh Bạch Công Khanh, bốn vị khách mời và tất cả các quý vị đang xem truyền hình ạ. Xin chào Thu Thảo. Cho chị hỏi em có phải là người ở miền ngoài không? Em Quảng Nôm ạ. À, Quảng Nôm, tôi Quảng Nôm. À, Quảng Nôm là đồng hương với bạn Liên á. Dạ. Chứ Rang mà hát ha dữ đó. Rất là hơ. Rất là hơ. Dù em cũng không chị ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh. Ra đây là một bài hát không dễ hát một chút xíu nào cả. Phải có rất là nhiều yếu tố. Từ giọng hát, phong cách, cái cách nhả chữ, cách luyến lái, cách ngân, cho đến cái kỹ thuật thanh nhạc để mà hát được cái bài này. Thì thực sự là phải chúc mừng hai chị em. Một bài hát quá khó nhưng mà đã đi đến được cái đấy cuối cùng trọn vẹn. Anh chỉ góp ý anh một điều nhỏ thôi. Những gì mà em đã làm rất tốt. Giọng hát của em giả thanh rất là tuyệt vời. Nhưng mà chỉ có một cái điều mà em phải cần học ở chị Dương Khánh. Đó là cái sự luyến lái lãng mạn trong câu ca. Khi mà chị Dương Khánh chỉ hát lên á, chỉ không có vô khuôn, mà chỉ buông nhẹ vào cái hồn của chị trong cái bài ca, trong cái lời ca, nó thấu vào trong tim người nghe. Và người nghe cảm giác như chỉ đang là thả hồn trong cái bài đó, và chỉ là nhân vật, chỉ là cái người đang truyền cảm hứng cho người nghe. Em bước ra là em sáng quá trời sáng, em đẹp như một công chúa. Em trong veo, cái mặt em trong veo luôn. Giọng của em là rất thích hợp với dòng nhạc này. Và em được sự hỗ trợ của chị Vân Khánh, là bài này là chị Vân Khánh là bài ruột của chị nữa. Chị nhắm mắt lại chị nghe cái giọng của em và Khánh hát chung với nhau á, nó còn thêm một yếu tố quyết định cho em sáng sân khấu ngày hôm nay, đó là cái hòa âm của nhạc sĩ Yên Lam. Cái bài này nhạc sĩ Yên Lam làm quá hay, cho Liên xin khen nhạc sĩ Yên Lam. Dạ, cảm ơn giám đốc nhạc của chương trình. Nó hỗ trợ thêm cho cái phần trình diễn tốt của em hôm nay với chị, giọng của em là tuyệt vời. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa tươi, vì một lần tóc ngỡ như mây
rằng như làn mây qua ngã tư này mang về đây một thu lá rơi đầy thuyền bao anh cà phê tí tách rời từng ngày trông theo dáng nghe để cho quý vị khán giả bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái này ạ. Dạ, em xin chào ba vị khách mời của chương trình, cũng như là anh Bạch Công Khanh, cũng như là anh Duy. Em tên là Lâm Hỷ ạ. Lâm Hỷ, chào Lâm Hỷ. Tiếng hát của bạn như thế nào anh Duy? Đầu tiên thì anh rất là bị ấn tượng bởi cái phong cách của bạn, rất là cá tính. Anh nghĩ là tiết mục vừa rồi nó thực sự hơi khó để mình matching chút xíu. Tại vì đây bản thân không phải là một bài để song ca. Nhưng mà em rất là ok, em rất là biết cách để mà em thích nghi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiếng hát và phần biểu diễn của Lâm Hỷ. May cho Lâm Hỷ đó là em lợi thế được một cái là em cặp đôi với cả Nguyễn Hoàng Duy, là một cái người rất nhanh nhạy, hát bè hay hát đuổi hay hát phiêu là cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay cái tiết mục của Lâm Hỷ nó làm cho mọi người bừng tỉnh với một cái sự tươi trẻ trong cái hát Bóng Mây Qua Thềm này. Chúc mừng. Đồ sáng như này, lấp linh như này mà sao không bừng được ra. Bây giờ chúng ta sẽ nghe anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ về tiết mục này. Anh thấy tiết mục này nó rất là hay, nó rất là dễ thương, là bởi vì nó được tròn vẹn á, là vì Lâm Hỷ như là một ca sĩ chính trên sân khấu, và xung quanh Lâm Hỷ là có rất nhiều người hỗ trợ cho Lâm Hỷ chứ không phải là một mình Duy. Việt Nam mắt người sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mua áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Tình
tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mua áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Tình mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cổ non, chưa từng nghe mát rượi bàn chân. Em chưa qua mấy khúc sông, chưa được nhìn dõi nhìn chiều hôm. Em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thua mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù. Một tiết một rất dễ thương thưa quý vị. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh. Em xin được chào bốn anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về. Dạ, em bà con và chào chị gái của em nữa. Và một anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào một anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi, mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn có rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà song ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Người qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và là một dùng rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà. Và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng. Mà cái bài hát này là bài hát khó. Tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao. Khi mà có nốt cao cao lắm và cái khi nốt trầm trầm lắm, thưa mẹ gặp cha nó rất là thấp. Mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không. Nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng. Mà cộng với lại hôm nay em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long. Học lóm được của ảnh chứ bộ thanh diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi, em, mọi người ơi, trời ơi, buổi nhà em giàu lắm. Sao mà em đeo quá trời hộp vậy? Xoàn mà bà nói không có nhầm nhò gì. Đeo từ trên đeo xuống. Ôi trời ơi, tiền cũng bằng hộp xoàn nữa. Em ơi, nghe anh nói nè. Dạ. Cái đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại thì biết làm gì. Mình thêm bài đặc thoại. Mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lơ lớ, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn. Hơn cái là em bắt được vô được liền, phải không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và chị em cảm giác là chị dìu được cho bạn rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe đã hay rồi mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa, hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của Mộc Anh là cái giọng mà Phương mơ ước á, tại vì giọng Phương rất thấp, còn giọng Mộc Anh rất cao và khỏe. Nên là nói chung là chúc mừng Mộc Anh hôm nay là gặp được chị Vân Khánh. Và trong số 8 bài hát thì còn bài nào bạn thích nữa không? Dạ còn. Bài gì thế? Bài Tôi Vẫn Nhớ. Bài mà chị Vân Khánh đang lựa chọn luôn. Nghĩa là bây giờ bài nào cũng được hết, bạn có thể hát một câu. Dạ em xin phép nha chị. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con.
dìu nhau đi tìm rừng bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Cái này gọi là duyên cho hai chị em gặp nhau rồi. Dạ, rất là dạ. Duyên ạ. Hy vọng với tiếng hát này, một anh sẽ nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu cô ấy sẽ có mặt trong màn song đấu. Sương lặng lẽ bên em, đọng trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vắng. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị bắt đầu.
thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái có một chiếc áo rất là xinh xắn và một giọng hát cũng rất là lãng mạn. Trước tiên thì Hiền Lê xin được gửi lời chào đến tất cả bốn nghệ sĩ khách mời, anh Bạch Công Khanh cùng toàn bộ tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn mọi người. Hiền Lê thì là một nghệ sĩ chơi đàn violon và cũng đôi lần được kéo đàn cho anh kia nhớ hát rồi ạ. Và hôm nay rất là vui khi được hát cùng với anh. Vậy là người quen. Xin chào chị Hiền Lê. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm, bởi vì khi mà chị Hiền Lê hát thì Hồng Gấm đã quay sang Khanh nói là đây là người quen. Dạ. Xin chào Hồng Gấm. Dạ chị. Em thì có cơ hội được làm việc chung với chị Hiền Lê rất là nhiều show rồi. Chị là nghệ sĩ kéo violon. Nhưng mà em rất là bất ngờ, bởi vì hồi đó giờ em chưa được nghe chị hát. Và hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên em được nghe và em thật sự rất là bất ngờ. Bởi vì cảm thấy rồi, sắp có một đối thủ cạnh tranh rồi. Em rất là ấn tượng với cái phần biểu diễn vừa rồi của chị. Cảm ơn chị, một tiết mục rất là tuyệt vời. Cảm ơn những lời khen của ca sĩ Hồng Gấm. Anh Hoàng Bách ơi, anh đang nghĩ gì đấy ạ? Tiếng hát này có làm anh sao động tí nào không? Cái giọng hát này đối với Bách là hơn cả mức sao động. Bởi vì đầu tiên là cái bài hát đã. Cái bài hát đưa mình về một cái ký ức mà lúc đấy mình là một cái cậu bé mới lớn, thanh niên, bắt đầu tuổi thanh niên. Và thực sự nó rất là mơ mộng, một bài hát rất mơ mộng. Rồi nghe giọng hát thì mình bảo là đây rõ ràng không phải là một cái ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà có cái gì ở bên trong đó. Mình cảm thấy là về nhịp phách, về cao độ, về cách xử lý thì mình thấy nó có cái bài bản ở trong đó. Thế nên thành ra Bách rất là bất ngờ khi mà cuối cùng biết được đây là một người đồng nghiệp trong giới chơi nhạc của mình. Anh không biết là sau cái cuộc thi này thì em có tính là đi làm ca sĩ chuyên nghiệp không, thì anh không biết. Cái đấy nó sẽ là cái quyết định của tương lai. Nhưng ít nhất thì mình đã thấy là một cô bé yêu hát ngày hôm nay thực sự là hạnh phúc với tiếng hát của mình trên sân khấu, và được nâng đỡ, cổ vũ bên cạnh bởi một anh chàng rất đẹp trai nữa thì quá tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Yeah. Nhân tiện đây thì em cũng phải thực lòng là violon á, là định mệnh của em, là máu thịt của em. Nhưng mà còn ca hát thực sự nó là đam mê của em. Em chỉ biết là em đã tìm được đam mê của mình, đã tìm được cái điều mình muốn làm trong cuộc đời thì em sẽ làm thôi. Em sẽ cứ làm bằng những cái gì mà em có, bằng tất cả những cái hạnh phúc của em. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho màn song đấu này. Nếu như quý vị muốn bình chọn cho tiếng hát của Phan Anh Quân thì nhấn phím A. Nếu như quý vị muốn bình chọn cho tiếng hát của Lê Công Quốc thì nhấn phím B. Quý vị cũng sẽ có 10 giây. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay một lần nữa vì đã giúp chúng tôi đưa ra những kết quả bình chọn rất là kịch tính. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để xem phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho tiếng hát của Lê Công Quốc và Phan Anh Quân là bao nhiêu. Wow. Trước mắt chúng ta là hai con số 49% và 51%. Có nghĩa là trong đây có một người nhận được 51% và dĩ nhiên 49% là của người còn lại. Người nào nhận được 51% sẽ là người chơi giành chiến thắng trong song ca giấu mặt. Và kết quả là... Chiến thắng ở sông ca giống
với ca sĩ Hồng Gấm. Chúc mừng, bạn đã có 10 triệu đồng. Cảm ơn Lê Công Quốc rất nhiều vì đã dành thời gian để tham gia chương trình của chúng tôi. Mời chị nhấn nút. Chị đã chọn căn phòng số 2. Bây giờ sẽ là tiết mục đổi thay. Mời quý vị cùng thưởng thức. Để hồn tôi uống
khán giả tại trường quay ơi, chúng ta có 10 giây để bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Hello, tôi viên cho phép Akikwa gửi đến quý vị có mặt trong tối hôm nay. Lời chúc khỏe, lời chào thân thương nhất à. Xin chào Akikwa. Khi mà ngày hôm nay em bước ra em hát, trời ơi là mọi người em đâm vừa cất tiếng hát một cái thôi, anh Nghĩa, Bạch Công Khanh, bốn người như nhau hả? Thu âm sẵn hả? Ủa sao cái gì mà giọng dép hả? Cái giọng gì mà cao vậy? Cái sau đó anh còn có một cái sự thách thức ngấm ngầm trong đầu để coi. Để coi bây giờ nó mới vô hát cái tông cỡ này. Chắc là điệp khúc, điệp hát lòn xuống. Anh quay qua nói chắc là điệp khúc em nó sẽ hát lòn xuống. Lúc đó em còn gì nè, chứ còn gì nữa. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Bé vừa hát lên cao mà cái em với anh Nghĩa đâu còn nhìn nhau nữa. Em đi hát lâu năm chưa Khoa? Giờ em chia sẻ thật là em đi hát thì đi hát, em bắt đầu đi hát thì là được gần 10 năm. Wow. Nhưng mà em hát thì khác. Tại vì bây giờ em mới đi con đường chuyên nghiệp thôi. Ủa vậy trước đây em đi con đường nào? Trước đây em bán kẹo kéo anh. Là đi hát kẹo kéo bên ngoài đúng không? Dạ vâng. Và cũng hy vọng rằng song ca giấu mặt sẽ là một cái bước đệm giúp cho tiếng hát của Akikwa ngày càng đến gần hơn với quý vị khán giả. Chia sẻ của anh Nam Cường ạ. Xin mời. Khi mà bạn bước ra bạn hát á, Cường cảm nhận được và Cường thấy được có một điều gì đó hơi lo lắng ở trong bạn. Có, Cường có quay qua Cường nói với Khanh. Tại vì thấy cái điều đó, bạn cũng có một chút áp lực khi mà bước ra cái sân khấu này à, và mọi thứ đã tan biến khi mà bạn lên những cái nút cao á. Bạn là một cái người có cái màu giọng rất là đẹp và cái quãng giọng cũng rất là cao để có thể chinh phục nhiều cái ca khúc khác nhau. Dạ vâng, cảm ơn các nghệ sĩ khách mời một lần nữa. Và mùa đông lạnh lùng buồn ra, nơi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, đã cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho tan những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc. Chắc em không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời ân ái, mình hãy sớm buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Trắng xóa cho tâm tư những tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây em tìm về quá khứ, sẽ cho đôi ta mộng mơ. Về đây em một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc. Chắc em
không nỡ lòng ra đi. Ta yêu em trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời yên ai, mình hãy sẽ sống buông lơ thời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Trong giấc mơ này, ta yêu em trong những cơn say. Muốn trời ân ái, mình hãy sống buông lời rời gian. Ta bên nhau quên hết u sầu, vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Ta yêu em trong giấc mơ này. Cho hết đêm thâu, tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Một tiết mục rất tuyệt vời. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cảm ơn Hồ Trung Dũng vì đã hỗ trợ rất là hết mình trong tiết mục này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái rất là xinh đẹp. Xin chào bạn. Xin chào anh Khanh cũng như là tất cả các quý vị khách mời đang có mặt trong chương trình cũng như là tất cả các quý vị khán giả. Em tên là Phạm Đồng Diệu Ly. Hôm nay em có mặt đây em rất là vui khi được song ca cùng với... Em rất là bất ngờ khi được song ca cùng với anh Dũng. Anh Hồ Trung Dũng ơi, anh nghĩ sao về tiếng hát này? Ly là một cô gái khi mình hát chung mình cảm giác là rất là nội lực, rất là năng lượng. Hát chung với cổ không biết khi nào cổ sẽ hát khúc nào hết trơn á. Cứ thở vừa hát. Cho nên là Ly cứ đứng nhìn ba vị kia còn Dũng cứ đứng nhìn Ly như thế này. Nhưng mà đó chính là cái trải nghiệm rất là đặc trưng cho chương trình này. Hai đứa lên đây hoàn toàn là ngẫu hứng, sẽ có lúc thành công nhiều, có lúc thành công ít hơn một chút. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hai đứa hiểu nhau hơn, biết cá tính của nhau hơn. Và rất là muốn, thực sự trong tương lai rất là muốn được hát song ca với Ly ở những sân khấu chuyên nghiệp khác. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng ạ. Chị Khánh Ngọc. Đúng là thật sự ra là ngày hôm nay á, là chị thấy là Diệu Ly á, có nghĩa là bạn bước qua cái vùng an toàn của bạn. Đó, cho nên là khi mà bạn kết hợp với anh Dũng á, bạn muốn tạo điểm nhấn nhưng mà thấy được cái sự bản lĩnh của bạn. Khi mà có những cái tình huống thì bạn xử lý rất rất là tốt. Đây là một cái tiết mục mà phải nói là có sự bứt phá trong cái giọng hát. Thế chứ anh không phải là anh buồn gì hết, nhưng mà anh thấy tiếc ở một cái điểm là đây là một người mà mình có thể làm được rất nhiều thứ nếu mình có thể tập trung với nhau trước. Xin mời anh Quốc Đại ạ. Anh rất là bất ngờ với Diệu Ly bởi vì anh đã làm việc chung với Ly rồi. Ở một cái dòng nhạc dân ca. Dân ca và em cũng hát rất là ngọt ngào. Mà hôm nay em hát ca khúc này thì thật sự là anh cảm thấy cái năng lượng của em nó hợp hơn người dân ca rất là nhiều. Và thật sự hôm nay là cái năng lượng của em đem tới chương trình rất là tốt. Và anh nghĩ là đây là một tiết mục tốt. Cảm ơn anh Quốc Đại ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của Duyên Quỳnh. Xin mời.
À, thật sự nãy giờ em ngồi đây á, em không có thấy là Ly có một cái tâm lý gì là đi thi hết. Đúng rồi. Dạ, tại vì em cảm nhận được là sự thăng hoa của cả hai người trên sân khấu. Đây là một tiết mục đối với em nó là rất thăng hoa. Khi mà hai người nghệ sĩ đứng trên sân khấu á, hay nhất là mình có thể thả được hết những cái cảm xúc của mình vào bài hát. Và mình nghĩ là đối phương của mình cũng có thể đón được những cái đó của mình. Em rất là thích cái phần cảm xúc, em rất rất là thích. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và các khách mời còn lại. Chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ rất dịu dàng. Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi, vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. Và có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này hãy đến bên anh đi, cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có sâu kín cùng thương nhớ cho em. Người nói thương anh đi, nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi, và để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ. Mến, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến bốn vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình ạ. Dạ, em tên là anh Tuấn ạ. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do ạ. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe ba khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này.
Chị Ngọc Liên. À, thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều, em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Thầy muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa, thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người. Chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi.
Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Long Nhật. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Mười giây đã trôi qua và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số mà quý vị đã bình chọn dành cho tiếng hát của cô gái xinh đẹp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy nhé. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em Lê Thu Hiền xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em xin chào anh Bạch Công Khanh. Em xin chào tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Sự kết hợp của bạn cùng với anh Long Nhật rất ăn ý. Và chúng tôi xem cứ ngỡ như là hai người đã tập trước với nhau. Nhất là những cái màn mà đổi chỗ cho nhau. Rồi nhất là anh Long Nhật còn tính vuốt má của bạn nữa. Trong bài hát là hai anh em Long Nhật muốn ôm Thu Hiền lắm rồi tại vì Long Nhật là một người sống rất là tình cảm. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là hai người này họ chưa nói được với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp em. Và khi em cất tiền hạt lên, anh nói, ôi chát, cái số 7, mừng mấy mặn rồi. Phần đầu, anh hạt cái tông của anh và chuyện tông của cho em rất là vừa vặn. Và Thu Hiền rất là thông minh và một cái người nghệ sĩ trình diễn. Chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là em biết là phải làm gì. Cảm ơn em, mặc dù anh là hỗ trợ em để em tỏa sáng. Nhưng mà cảm ơn em, mặc dù hai anh em mình chưa có tập giờ, hôm nay anh gặp em lần đầu tiên. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Thật sự thì Quốc Đại đã làm việc với Lê Thu Hiền nhiều lần. Và hôm nay thì em đã làm rất tốt. Giống như phong độ của em luôn luôn rất là ổn định khi bước lên sân khấu. Em luôn luôn biết mình phải làm gì ở sân khấu khi mà em đã bước những cái bước đầu tiên bước ra sân khấu luôn. Và em biết cách phối hợp cùng với anh Long Nhật mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Em cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chị chúc mừng em. Trong bài hát này em chẳng những hoàn thành xuất sắc mà nãy giờ chị ngồi chị nổi da gà nữa. Tại sao mà có một cô bé mà hát một cái giọng ngọt ngào mà hòa quyện với anh Long Nhật như thế. Ngay cả cái diễn xuất cũng vậy nữa. Ca sĩ quan trọng nhất là khi mình ở trong bài hát đó, mình diễn theo bài hát, mình cảm xúc theo bài hát. Cái đó nó cũng góp phần quan trọng. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngân Quỳnh.